Ok, thì đối với cái mẫu mạch này á, nó chạy 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi. 3 tấc đơn thì mình dùng công suất lớn ha, công suất lớn 4 ohm cũng được, 18 ohm cũng được. Thì tuy nhiên ở đây mình khuyên các anh em nên sử dụng loa 4 ohm thì nó đánh cái tiếng nó sẽ vang xa hơn, đánh mạnh hơn. Đây như dạng loa đây là màn giải 4 ohm này ha, đây ok chưa. Đó. Thì nó có thể đánh con 38 đến con 51 đánh ok đó. Đánh ok đó cái này. Một cái chung, một cái chép. Chép này là chép 250 này, ha. Đó. Đối với mẫu mạch này thì mình sử dụng loa 3 tấc thì mình nên lắp chép 250 thôi. Đó. Ok chưa? Cái chung, chung 14 là vừa. Đó. Đây cái mẫu mạch C8676 nguồn xung này ha. Bên trong nó có nguồn xung. Thế là nó tên là xe 8676 nguồn xung. Ok chưa? Thì ở đây có nguồn xung thì nguồn xung này nó đủ công suất cho nguồn nè, cho mạch nè. Thì do vậy mình cắm điện 220 chạy ok ha. Mà không cần phải dùng bình ha. Nếu có anh em dùng lo kéo và xách tay di động ha thì mình có bình, có bình thì cái bộ nguồn xung này lúc này nó có tác dụng là đỡ sạc bình. Và nó có thể khi hết bình mình cắm vô mình xài sạc, vừa xài vừa sạc luôn ha. Đó. Thì khuyến cáo các anh em là hạn chế ha, vừa xài vừa sạc. Thì cái tuổi thọ của cái bình ắc quy mình nó sẽ mau hư hơn. Đó. Còn mình đỡ bền thì mình cứ sạc đầy xong mình sử dụng ha. Thì mẫu mạch này DSP lập trình chống hú ha. Thì cái tiếng echo nó là rất là tuyệt vời. Mềm mại sáng tiếng ha. Đó, nó gần giống như cái tiếng reverb á, nếu mà mình giảm cái echo nó thấp xuống. Đó. Chỉ có dạng mà DSP lập trình ha thì nó mới gần giống như tiếng reverb được. Đó, còn các ISA echo truyền thống trước đây Beta 2399 chẳng hạn thì mình không thể nào ha, không thể nào ha. Nó vẫn là tiếng echo thôi. Đó. Ok. Đây. Nó có guitar nè, von mid von, echo chép bass nè ha. Đó, DSP lập trình chống hú, công suất 120W ha. Đây, C8676 đây. Nó có boost up nha, nó có boost up nha. Đó. Boost up thì đánh nó mới mạnh được. Đó. Nè, DSP lập trình. Đó. Ok không? Thì đây mình sẽ thử tiếng micro đầu tiên. Mình thử tiếng micro cho các anh em ha. Đây. Xem nó hấp dẫn không ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 hấp dẫn không? Thì mình đang lắp với cái micro này, UHF này, mic thân nhôm này. Đây là mic xịn đó. Có xếp tần số và chỉnh âm lượng luôn ha. Mic thân nhôm. Mic kè tốt lắm. Cái tiếng tốt. Nó chắc cái tiếng ha, quan trọng cái mic, tùy theo cái mic nó có cái âm nó khác nhau. Cái mic này cái tiếng nó chắc tiếng lắm, thấm tiếng luôn. Ok nó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 Đó, thì bây giờ khi mà mình đứng trước lo á thì cái vol này nó nghe nó lớn quá, mình phải chỉnh nó hợp lý lại. 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 Thì ở đây mình ngồi đối diện với cái lo chép luôn nè ha. Cố tình thử cái phần chống hú cho các anh em mà. Thì cái dạng mạch này là dạng mạch chống hú ha. Nếu không có chống hú thì mình ngồi không được đâu, nó hú dữ lắm đó. Mình ngồi đang ngồi trực diện trước rồi chép luôn á.
1 2 3 4 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
đã thử qua cho các anh em ha. Cái tiếng nó đặc biệt lắm, nó không có giống như tất cả một số cái mẫu mạch khác đâu ha. Mẫu mạch nó đặc biệt lắm. Ok, thì đối với mẫu mạch này thì tép mạnh lắm. Đối với ba tấc thì đánh nó không kén lo ha, không kén lo. À, ba tấc thì đánh ok luôn. Đây mình thử nhạc cho các anh em ha. Đây. Anh đi về bóng tôi khuôn lối, em dần trong bao đêm trôi. Thương vì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mà hơn. Nụ cười em đang nơi đâu, dù đôi mắt anh buồn trong cô liễu. Tiếc thương ngoài những phút đêm đôi, anh cần đã tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong đêm say. Thôi cứ rằng lòng đã quên đi em, đêm này đã quên. Okay, thì ở đây mình sẽ test cho một cái đoạn nhỏ cho các anh em nghe ha. Thì khi mình alo thì nó chỉ nói lên một phần thôi ha, chưa nói lên được điều gì hết. Quan trọng khi ca nó có quyện hay không nữa ha, điều đó là điều quan trọng ha. Alo không thì chỉ một phần thôi đó. Đây mình sẽ thử cho các anh em. Thì cái mẫu mạch này nó cho phép mình lắp lô đôi lô đơn đều được hết ha. Đây thì đơn nè mình sử dụng lô ba đường tiếng nè ha, trung chép qua tụ là ok rồi. Còn đối với lô đôi mình cứ chỉ thực hiện theo nguyên tắc là 4 âm mắt nối tiếp, 8 âm mắt song song, lô 2,5 tấc ha, đánh một cặp ha là ok, hấp dẫn lắm ha. Bây giờ mình thử test nhanh nè. Được thì mình nghe kỹ ha, đây không phải là ca dở ca hay mà mình nghe kỹ cái âm á, cái âm nó đặc biệt lắm, nó không có giống như cái tiếng oco của những cái mạch khác ha. Cái này mình lưu ý ha, hát nó cái tiếng của nó trong lắm, nó trong trẻo ha. Quan trọng là nó kéo vừa phải cho cái này mình ca.
Thì đối với cái mẫu mạch này thì mình sẽ kèm theo phụ kiện đó là một cái dây nguồn 220, một cái remote ha. Đó, dây bình ắc quy nè, dây lo nè, thì đủ hết ha. Ghê chưa? Thì ở đây mấy anh em nếu mà muốn kết nối với tivi thì chuyển mode nè. Này là FM nè ha. Nhiều anh em nói là kết nối tivi không có truyền lên được ha, phải chuyển mode mới được nha, lưu ý nha. Đây là RL nè, kết nối tivi nè ha. Chuyển mode qua AUX, AUH mới được ha. Đó. Còn Bluetooth thì mặc định ha, mặc định vô Bluetooth luôn á. Đây. Ha, thấy khởi động nguồn không? Là vô Bluetooth luôn á. Là bắt trực tiếp Bluetooth luôn. Đó. Thì số mạch bây giờ thì nó lập trình là theo kiểu phương án là nhập vô là Bluetooth. Để cho nó thuận tiện ha. Chứ không cần phải nhấn mode gì hết ha. Đó. Ok, mình kết thúc video tại đây ha.